Em bán một lô đất ngay đây nha, kế bên nhà dân, ngay phía sau chợ Thanh An. Đường này là đường thông đang làm nhựa, thông ra chợ Thanh An. Bán ngay đây nè. Cái lô 26 mà. Lô 26 đây chứ anh? Lô 26 đây. Đây đây đây. Đó, sát bên nhà dân nha. Đường này là đường thông ra ngay chợ Thanh An luôn. Đó, đất bằng phẳng. Đường này thông. Đường đang lên nhựa, giá đầu tư